Hidden trong tay của Tịnh Văn và Rome trong tay của Tú Suất. Thông tin báo vậy là như vậy, chưa chụp được màn hình. Bùi Phương Nam sẽ đấu này cầm Max và Mạnh Hào cầm hai Max à? Hai con mắt to. Hôm trước thì cũng có một cái kèo thi đấu mà Văn Hưởng cũng như Lô Chí Thám cầm hai Max. Mình chơi chết hai quân bên kia là cái gì nhỉ em nhỉ? Sang AC kinh lắm. Không biết là trận đấu này như thế nào thôi. Đôi voi dành cho Mạnh Hào rồi đấy. Có heal nữa này. Thêm quả nữa là bài Max binh rồi mà bài tròn. Không biết là ông này như thế nào rồi. Max C có quả phụ à? Chưa thấy gì. Vâng, map này thắng à? Hai map rất giàu. Nhưng không có lượt về, đánh thế là đúng bài rồi anh Duy Anh. Không lượt về, tất nhiên rồi. Map này thắng hai map rất giàu. Không biết là anh em có một khán giả fan mộ của Mạnh Hào đang thông báo là map này đánh rồi. Và map này giàu lắm, dành cho hai map C. Nhưng mà thời điểm hiện tại tôi vẫn đang chưa thấy gì dành cho ông Bùi Phương Nam này cả. Lịch sử lặp lại, tất nhiên rồi. Ai bảo ông vừa thắng tôi 3-0 thì xe đấu này tôi thắng 3-0 thôi. Bằng thông tin báo về là giữa hai nhà có quả. Đồ ăn của màu 6 Bùi Phương Nam là mới chỉ là một bầy hiêu cạnh rừng. Có thêm một bãi quả phụ nữa, nhưng khả năng đây là bãi quả phụ Bùi Phương Nam ăn thôi. Không nhường cho Mạnh Hào đâu, ông Hào có hiêu có quả rồi. À có hiêu có voi rồi thì nhường làm cái gì nữa. Thiết kế để có thể ăn thiết kế BS đào. Maxi 19 dần đến từ vị trí của Mạnh Hào. 3 vòi. Có quả, quả này ăn được không ấy? Quả kia ăn được không anh Hào? Ăn được à? Bài quả ăn được. Vậy là bài 3 vòi quả phụ có hiêu về. Bài tươi dành cho Maxi trong tay của Mạnh Hào. Nhưng bên họ nên nhớ là hit vào Rome. Roman là một loại quân cũng có khả năng ép đời là tương đối tốt. Hào chỗ nào Hải Phòng thì cái này em không biết được. Mọi người lại Bùi Phương Nam. À nhàn Nabi. Anh em, em đừng quên like, share, ủng hộ cho Bùi Phương Nam nhá. Đã gắn bết ở bên dưới rồi. Yêu là một cảm giác làm sao mà lại hiểu được. Phải yêu vào mới hiểu. Ông Mạnh Hào kích đời rồi. Kinh thật. Roman ông đọc là Roman. Một bài kích không phải là sớm dành cho Bùi Phương Nam. Nhưng đây là một bài Maxi được dành cho Mạnh Hào. Chúng ta sẽ cùng xem Mạnh Hào thi đấu như thế nào. Kích đời 10-05 với 23 nông dân Maxi. Ít người xem Hào đánh quá. Lúc mấy trẻ chưa lên like thì Hào đã anh Facebook của Mạnh Hào đang là gần 2k người coi. Nhưng sau khi xẻ lên like xong thì hiện tại bây giờ chỉ còn lại là 300 người thôi. 300 người là ổn lắm rồi. Ở cái thời điểm 11 giờ đêm như thế này,
anh em còn ở lại xem cổ vũ cho Mạnh Hào cũng như là Bùi Phương Nam thì là quá vui mừng rồi, không còn gì mà phải buồn nữa cả. Mãi không chơi comment. Ông thiết kế cái ruộng đây để cho không cho nông dân ra ngoài. 24/36 dân đâu nhỉ? À, dân 7 đây. Roman thôi. Mười hai giờ đang là ai? 12 giờ tất nhiên là người còn lại là màu ba, tức là màu ba Tịnh Văn rồi. 26/28 lên đời không sớm. Đang màu ba đây rồi, đang thiết kế ruộng nhiều lắm nha. Từng nhà đang muốn khung hốc à? Cái hốc này là cái hốc gì này? Cẩn thận nha, nó nhìn thấy là khoai đấy, nó nhìn thấy dân đấy. Nó lên sớm lắm đấy. Con tê được sinh ra để có thể chơi vào bãi bon nhỏ của bộ 7. Như vậy là Mạnh Hào cũng đã bắt đầu có mặt ở đây. Và những con nông dân này sẽ nằm xuống. Một nhà công ca và một nhà công những con chém. Rất khó để cho bên bạn có thể đỡ, nhưng hiện tại bây giờ phải ăn được dân màu 7 trước đã. Ăn được dân màu 7 trước đã, chúng ta mới giải quyết những vấn đề tiếp theo. Ở nhà đang chết rất nhiều dân. Chỉ là một con giò của màu 7 mà thôi. Nhưng thời điểm hiện tại thì màu 3 đang khung được nhà. Cứ phải từ từ đã, hiện tại đang có rất nhiều bình luận viên và game thủ đang có mặt ở đây để chiếm lợn cho cả Mạnh Hào cũng như là Bùi Phương Nam. Cậu ca chém là con chém có công giáp đầy đủ, nhưng Hitty đã bắt đầu có công với ba nhà BA để khiến cho Hitty yếu thôi, chỉ làm Hitty yếu thôi. Như vậy là Tình Vang cũng đang di chuyển những công dân là tốt. Điểm hiện tại thì Mạnh Hào đang khỏe, vâng vẻ để bắt những con nông dân này lại vẻ lại thêm hai mẹ bé nữa, thêm mẹ đi anh ơi. Màu ba chết nhiều dần, vẩy thêm mẹ đi ông, đi đâu hộ tôi cái nào. Tiếp tục là những hàng bé đến từ vị trí của 16 Bùi Phương Nam, tiếp tục vẩy hết gỗ không, như vậy là vẩy trượt. Ăn nhiều dần lắm rồi nhá. Ở nhà thì sao Mạnh Hào? 26/40 hai Maxi đang thi đấu là tốt. Vâng, đang để chật lực vào nhà Hitty để Hitty không thể nở được cung. Có một con ca nữa để chơi vào những địa điểm làm ăn của màu 3 hoặc là địa điểm làm ăn của màu 7 là tươi. 7 không có lực để có thể sóc chém để đi quả bản đồ. Nhưng Hitty đang ra được, nói chung là ra được một số lượng quân là tương đối thôi. Đi hết nhà nó đi, không cho nó đi quân. Trong khi đó thì Bùi Phương Nam đang đuổi những con dân của màu 3 đây rồi. Đi chật lực vào nhà của Hitty. Có Roman thì lấy cái gì ra để mà chơi? Thời điểm hiện tại Roman yếu lắm rồi. Chỉ số đang là rất cao dành cho màu 3, nhưng đây là chỉ số chạy dần quanh bản đồ, chạy đi. Vâng, ở nhà đang mất tham. Ôi sợ ôi, mất nhiều tham lắm rồi nhá. Mạnh Hào phải khỏe ra. Khi Bùi Phương Nam đang mất dần tham, từ từ chạy đi, không mất hết tham chém bây giờ. Mất hết tham chém là hơi bị yếu sinh lý đấy nhá. Cẩu những con dân ba yếu lắm rồi, Hitty yếu. Trong khi đó thì Mạnh Hào vẫn đang có cái tham được 27/44. Và bây giờ sẽ là những nhà BI để chơi vào nhà của màu 7. Long chùm. Em là bình luận mới nha anh. Ba đang yếu lắm rồi. Căn bản bây giờ là 7 thế nào. Căn bản bây giờ là 7. Dân mình không bánh xe. Còn Hitty nó cũng sẽ sóc được một nhà BL, à một nhà BA hoặc hai nhà BA thì nó sẽ có vẫn tích được cung. Nhưng nếu như mình không tích được cung, à không tích được quân thì là khó. Sẽ phải thủ nhà, như vậy là màu 7 bung rồi. 7 đã bung ra từ rất lâu rồi, không biết đang ở đâu. Phải mang chém về để nhà để thủ những con cung giờ. Và những con chém của màu 7, 7 cũng đang tích được. Ôi, bình tĩnh nào, bình tĩnh tự tin mà chiến thắng vậy. Ui ơi, chém sau chém kia. Đang ăn được nhiều dân của màu 7. Tôi thi đấu vừa rồi là một thi đấu hay, ở nhà vẫn đang phải sửa. Mang chém về thủ đi anh ơi. Có thêm con y về nhà là được. Cẩn thận chặt thùng rừng. Nào, có con y về nhà là được. Vậy ấy không được rồi. Mất dân ăn vàng, hơi đáng tiếc một chút xíu. Ô kìa, nó không ăn dân kìa.
Cẩn thận đi, hai còn hai con nông dân thôi mất rồi. Vâng, thông tin báo về bên phía này thì đang muốn đen hết nhà của màu ba đi để cho màu ba không khỏe được nữa. Đen nhà chính đi, đen luôn nhà chính đi, dân kia đen nhà chính đi cho nó khỏe nở, cho nó mất lực. Dân bị chính tội này. À, như vậy thông tin báo về thời tham rất buồn cười, 7 chết nhiều dân. Trong khi đó thì Mạnh Hào vẫn đang còn đi và khả năng thì Mạnh Hào cũng sẽ ra được ruộng. Làm hai, làm ba dân ăn vàng đi anh. Là đẹp. Vâng, ôi trời, ba lại chết thêm nông dân. Cứ sinh dần ra là tôi chém rồi. Đèn hết nhà BA đi, cẩn thận còn bắn con cá. Ô kìa, không để ý mất con cá hơi đáng tiếc. Bây giờ sẽ là cái tế mà Mạnh Hào sẽ cân đôi với những con đi Maxi và chém Maxi của mình. Cẩn thận hoan dân. Mất nhiều dân lắm. Hiện tại thì Mạnh Hào không đi được đâu anh ơi. Thông tin báo về thì thảm đến họ bé tí thôi. Màu bài đang xóm thôi. Màu bài đang xóm những con cung giờ hít đi thôi. Không phải là một bài khỏe. Nếu như đây là một trận thiệt thắng thì đây sẽ là một trận mà chúng ta đang đánh là cực kỳ hay. 22/40 vẫn là một cái tham to nhé. Tham 22 là đang tham số má đấy. Cố lên anh em ơi. Vẫn 4 A đều xem ăn hoang ở đâu. Làm gì có 4 A đều, làm gì còn cung nữa mà 4 A đều. Hiện tại họ chỉ nhận đồ bơm của Roman thôi. Để có thể sóc được tầm khoảng 1-2 nhà A thôi. Bây giờ mà 4 A đều thì mình thua luôn, nhưng mình đánh làm gì nữa. Họ mất quá nhiều dân rồi mà hiện tại 4 A đều được chỉ có mà bịp. Chỉ có là hách thực và hách gỗ thôi. Màu 7 vẫn đang còn chém để phi quả. Hiện tại thì màu 3 chỉ còn lại là 3 con cung giờ. Chỉ còn 3 cung giờ thôi. Từ từ bình tĩnh, chưa có gì phải vội. Màu 7 còn tầm khoảng 5 con chém. Sỏi ôi, y đây rồi anh ơi, y công 4 rồi. Mạnh Hào đang giữ được một số lượng chém là đủ để có thể chơi vào cái hốc của Hitty. Phải chơi được hốc của Hitty là đẹp. Hào bây giờ đang có ruộng nha. Đang có ruộng, tầm khoảng 3 cái ruộng và không có dân ăn vàng thôi. À, Hitty khả năng hồi tầm khoảng 9 giờ. Đấy. Từ từ xem bên màn hình máy của ông này trước đã nào. Đây, Hitty đây rồi, Hitty đây rồi. Vào. Cổ nổ cái nhà anh em cái đi. Cả hai sẽ vào trong và ba con cung giờ cùng với con dân này sẽ nằm xuống chạy hộ tôi đi. Ông chạy hộ tôi, cái chém Maxi nó đuổi thì lấy cái gì ra mà chạy. 7 bây giờ đang ở đâu? Khi mà 7 vẫn đang còn chém, chém Maxi nó đuổi thì có mặt chạy bằng rời. Chặn đầu lại. Không chạy được nữa rồi. Đây này, chém dân rồi anh ơi. Cứ dân mà chém, bung ra để ăn vàng để sóc đều lại. Bây giờ mà mình sắp đèn là tươi. Tươi rồi giói luôn đấy. Đấy, hai con nông dân đang ăn một bãi ruộng ở đây. À, bầu phải đi tìm nhà của đối phương. Check đi. À kìa kìa kìa. À à, đang rỉa những con nông dân nhà. Màu ba này khó chịu nhà. 9 giờ có ai không anh ơi? Như vậy là 9 giờ không có ai cả. Màu ba đang mất nhiều dân. Xem tham một tơn đi ông nào. Ôi trời ơi, cái tham, cái tham nó đúng là cái tham mà chúng ta có chiến thắng ở giải đấu thứ tư với tỷ số là 3-0. Đúng, cái tham nó đúng là cái tham, đúng thật vậy. Đúng, cái tham nó gọi là cái tham. Bùi Phương Nam tham chỉ còn là 2. Hay lắm, tuyệt vời nhỉ. Và chúng ta đã có chiến thắng là 3-1 về C. Hay lắm. Làm C nữa đi cho nó mắc bình nào.